Đấy, xin chào buổi chiều ngày 29 tháng 12 cuối năm anh em cô chú 2023. Anh em cô chú ơi, mời anh em cô chú mình uống ly trà một câu cái có cái sự thông cảm nhẹ nhẹ nghe anh em cô chú, là lý do là cúp điện anh em, cúp bình đại, cúp điện chạy máy đèn quay phim để phục vụ anh em cô chú nó hơi ồn. Mời anh em cô chú uống ly trà một câu cái mình xả mớ đồ cho anh em cô chú này, nó còn sót sót lại đồ cũng khá khá các anh em. Giờ vô cái cặp bánh này cái cho nó trống chảo đi, cùi dĩa này anh em cô chú, bát tăng sơn nó chỉ đầy đủ. Cùi dĩa thì quá đẹp anh em, má đùm cũng đẹp luôn. Cốt này anh em, cốt canh đồ đầy đủ luôn rồi. Có cái đùm sau nó bị lỗi nhẹ cái nhẽ chân quỳ rồi anh em nào muốn kỹ thì mua thêm cái niềng sau nó bỏ vô, còn không ấy thì cứ chạy ráng ráng anh em cô chú. Đùm là anh em đặt đạn ghim theo xe, tăng bua có mòn chứ không đánh đổi. Khu này thì im ru ngon lành hết, câm trước câm sau này chắc có rút lại hết anh em. Đùm nó lỗi chút, đường tường thì rất là ngon ngay chân dồi. Đó, rổ rổ vậy đó anh em, lủng lủng mà. Anh em nào mấy mua cái niềng sao Roxy tôi bán cho anh em 3 tầm. Anh em về câm này còn xài được, anh em rút lại bá phát luôn. Vỏ thì còn ngon lành, vỏ mắc xích. Bánh trước anh em, bánh trước thì ngon lành, cành đào không có lỗi lầm gì hết. Câm có rút lại nhưng mà không có một niềng còn mới. Vỏ đâu cũng còn thẳng trưng anh em, cốt canh rồi còn đẹp, có chấm nè, chấm bi. Chết bà cái má thước nữa anh em ơi. Cái má thước bỏ đâu rồi ta ơi ơi. Ủa? Đây anh em ơi. Đây quay cho anh em coi luôn cái má thước, quên cái quên đem vô. Quay cho anh em coi toàn bộ luôn cho nó dễ anh em chứ. Má thước mà bắt. Bố thắng này nè, bố thắng ghim. Những ba cái đó, cái đùm trước này hình như là cái đùm lô anh em, chứ không phải đùm ghim. Má anh em cặp bộ cặp bánh này luôn, cốt thước cốt sao má canh cốt vỏ ruột hết luôn là 500 ngàn anh em cô chú, cùi dễ luôn. Chủ yếu là bán cùi cốt. Còn anh em nào xài đùm ghim thì thêm 100 ngàn nữa, 600 bỏ theo luôn. Bạc đạn ghim theo xe còn nè. Hai bên ngon lành, không có lỏng lưng. Đùm xịn anh em, đùm bên pha xịn. Anh em về chùi rửa ra 600 thì luôn cái đùm tước ghim hết anh em. Còn cái đùm Trung Quốc tước này thì 500 ngàn cái bánh này. Rồi cho nó qua đi anh em cô chú ơi. Rồi cái bộ ốc quay ếch 208 qua nè anh em, giúp dốt nè. Thử cũng được anh em, tạm tạm được. Rồi cho rồi nè anh em. Rồi bác anh em full bộ ốc về 250 ngàn anh em, 300 mà bớt cho anh em 50 chuyển khoản với anh em trả tiền ship. Ốc quay A hả anh em cô chú? A 250 ngàn anh em ơi. Còn cái bộ bên đây bỏ qua bên luôn, ốc này rẻ anh em, còn sáng sáng được nè. Mới ốc chứ không phải là bộ, nhưng mà mới nó gần đủ. Thái hai ốc thuộc này thấy đủ tiền nè anh em. Có lý không? Đâu tệ đâu. Nó quay ếch 208 anh em cô chú. Có 250 ngàn anh em mua anh em, rồi mất công lưu kho nữa anh em, ốc tán lưu lâu ngày xét. Vô đây rồi. Rồi cái bộ này cho anh em là bộ quay quen pha cộng anh em. Quen pha cộng hai ốc nó nằm ngược qua bên.
nhớ nó quay kia nó nằm bên bển Vận Lợi, cái màu màu xám mình nè, bướm yên cực kỳ bá đạo luôn. Trời ơi nó vàng nghính nè, lội này nó vàng thiệt chứ lội qua pha cộng có bộ ổ khóa luôn nè, chì toàn ổ khóa xài tốt lắm, không có vuột. Anh em biết bộ này ăn tiền cái gì nữa không? Tâm đắc nhất là bộ mấy ốc này đây. Để sẵn này cho anh em coi, xứng đáng đồng tiền bát gạo với mấy con này. Nhớ nó có ba cục canh vậy luôn anh em, mà lọt lọt đâu dưới ba cục canh ba ốc nó coi được chứ anh em, ốc dễ thương chứ. Dân nó mất tiêu cục canh nằm đâu đây vậy quá anh em, qua mắt tơn nhìn không thấy, nãy rửa thấy ba cục đủ giờ còn hai cục thôi. Ốc mặt nạ còn ba con đủ rồi anh em, mà sao cục canh còn hai cục, nãy tôi rửa đủ ba cục, chắc nó nằm đâu trong đây nè, nó có mất anh em thông cảm chứ sao kiếm kiếm không thấy ra, bị qua mắt anh em chứ nãy rửa tôi kỳ tôi dòm nó đây mà, nãy rửa vớt tông dầu ra dòm nó thấy nè ba cục. Khá anh em, luôn cái này, luôn bộ ổ khóa, luôn cua yên, luôn cốt. Cốt này mấy bển này mấy đây ta. Cốt này chắc cặp bên đây rồi đây. Rồi bộ này 400 ngàn anh em, học full vậy đó. Quay anh pha cộng. Pha cộng 400 ngàn. Với cái chữ không hiểu nổi anh em cô chú. Độc quyền độc tài của Tí Hồn. Nói chứ cái băng nhà dòm vô biết liền anh em ơi, nhìn vô biết nhiêu tiền liền, chứ ghi cho nó biết chứ đâu có ghi mà không biết sao bán. Rồi cặp phục này có phục hồi lại nhúng hơi hám gắt củ kiệu luôn em, đã im ru không có sốc xíu gì hết, do nó dính bụi bặm nè chứ không phải là xét ti nè, ti bốn lưỡng à, bao anh em luôn không có xì. Cái này á, anh em đọc kỹ giùm mình là KBHA chứ không phải là Cai Khoa anh em. Cai Khoa là nó viết chữ AI rõ ràng luôn. Cái loại này của hãng WayS với WayGS này vậy. Rất là nhiều anh em tả phuộc lại nói là phuộc Cai Khoa vụ này hoài. Anh em không gành thì anh em hỏi thợ giùm. Cái ký hiệu nó đóng vậy đó chứ không phải là chữ Cai Khoa. Nó là KBHA. Cai Khoa đóng chữ AI, KAI, Cai nó khác nữa anh em cô chú ơi. Hết sức khổ cái vụ đó luôn, anh em mình cứ nói Cai Khoa tức cái mình. Cuộc Cai Khoa nó ốm gòm mà nó không có như vậy. Cuộc ghim của WayS, WayGS nó đóng ký hiệu vậy đó. Có số nè. 200 ngàn cặp này anh em về khỏi phục hồi, khỏi gì hết, nó làm sẵn. Về mình đùm máng lên là ạch liền. Rồi tiếp theo anh em ơi, nó tính cho anh em cái bộ yên này luôn anh em coi chút. Cái bộ yên này đẹp cực kỳ luôn, da mới bọc anh em. Không còn gì để chê luôn. Của WayGS, WayA rồi anh em, WayGS, WayS rồi. Anh em ghép thoải mái cái dòng quay pha bụng. Cản ngon lành cành đào luôn. Thấy không có chùi lau bụi bặm chứ gai sần đồ đẹp lắm anh em, chắc lừa. Thùng xăng thì hết ý luôn. Nắp xăng đẹp. Sáng trưng luôn. Báo xăng riêng luôn. Bộ này 500 ngàn mà nguyên do bán anh em 400 thôi. Nó mất khúc ống xăng này anh em lấy ống xăng cũ dời qua. Trên dưới đẹp. Còn riêng cái thùng xăng này không 250 anh em. Chỉ đó 300 mất ống xăng bớt 50 hai rưỡi. Anh em lấy nguyên bộ thì 400 luôn, cản luôn 3 năm món bát yên
với thùng yên này luôn. Mà thùng yên này thì bán lẻ 100 ngàn đẹp. Đẹp mà đẹp đấu C1 được với 100 ngàn anh em. Chứ còn nước chốt 7 thì không có bán đâu anh em ơi. Nó bầy nhầy thấy ghê lắm, nó phân quỷ thấy ớn lắm. Phải săn con vậy nè, rửa xà bông ra nó mướt mượt. Đó. Nó mới là lấy tiền anh em cô chú được. Này tại dơ ra chứ hai cái Argo anh em thấy nó chưa có xét là biết cái loại xe dữ không nè. Quên giới thiệu với anh em có 2016 căn à. Đấu C1 nè. Quên pha nhỏ căn nữa cả anh em. Hai em này để coi anh em nào comment coi anh em nào con nào lên sóng trước đây, con nào mà khách yêu cầu thì lên sóng con đó trước. Có thể là ngày mai phải lên một em á anh em cô chú. Rồi cái thùng xăng quay với quay nhỏ anh em. Thùng xăng quay nhỏ này 300 ngàn anh em ơi. Quá đẹp luôn. Nắp, ăn tiền cái nắp này nè. Bỏ tâm coi xét không. Đã ha anh em. Ngon lành. Báo ghiền, ống ghiền. Đợi chút xíu anh em cô chú ơi. Lỡ tay à. Không có cái báo ghiền, cái nắp ghiền, cái ống ghiền là thấy muốn đủ tiền hả anh em. Nó bờ gai nó dính. Rồi bán cho anh em. Dút dốt nè. Thôi cuối năm mà xả cho anh em 250 cho nó nhanh đi. Lấy tiền ống báo nắp thôi, cái thùng để như cho không hả. 250 cho nhanh cuối năm anh em cô chú. Rồi tới cái bộ dên đầu lòng quen pha cổng. Hết ý luôn anh em ơi. Bộ này mà tức cái mình bị cháy nổ anh em cô chú. Anh em có ông anh ông chốt rồi mà do tục tặc kỹ thuật gia đình. Hết lần cái lốc. Lốc này là nó KFM từ 9. Hai trăm rưỡi nghe anh em. Còn cái bình xăng quay ớt Thái, quay ớt Việt ngày qua nè anh em ơi, có ông em nó chốt rồi mà kêu ngày qua mình có nhắc rồi á, nhắc lại cho lại cái Zalo địa chỉ mà không cho chắc nó không mua. Bán lại người khác chứ không để lâu quá, nếu mà em có điện thoại lại không kịp thì để xe sau ngang cân chứ để lâu quá nó chạy xăng dư. Cái loại này không có bán lâu được, lên là phải hốt liền chứ còn. Nó xăng chạy gồng gồng hết anh em. Đó. Mới tháo ngày qua bao anh em không chảy xăng dư. Gang ti nhiễn ngọt ngào. Tại vì có anh em dặn mà quên cái địa chỉ rồi. Kêu gọi lại đặng mình gửi mà không, nó không gọi chắc chứ khi không mua. Rồi bít tông ra nè. Kim lập lù luôn. Tông ra chưa có phớt phét gì tân anh em. Nhưng mới EC208 thì cái xe này dữ thiệt. Rồi bộ bình xăng này á, với co xăng bao tử luôn là 700 anh em cô chú. Bao tử có ống hơi rồi luôn. Ngon lành luôn, cái này còn sáng trưng luôn nè. Tại bụi bặm nó đóng mềm xèo. Cổ dê anh em thấy nè. Sáng trưng luôn, chưa có nứt nữa. Ống hơi nè anh em. Rồi có luôn ốc nè. Hai con ốc chứ cái bát dưới nữa nè, co 700 ngàn full luôn nha anh em. Anh em nào lấy bình xăng con rồi lấy cái này mình bao tất cho anh em ấy. Bao gan ti nhiễn không chảy xăng. Rồi tiếp theo cái bộ dên đầu lòng quan pha cổng mới chạm lần đầu. Cái dên nhìn nứt nẻ luôn nè. Nó chạm cái đầu điếu cái con ốc trắng tươi vậy nè. Đang sáng trưng luôn chứ không có lắc lút, cứ ngắt luôn nè. Dên tuyệt vời cái dên này. Cái máy này nó im chạy, nó thước tha lắm nè. Lướt 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 mà nó nhẹ như tâm mươi á. Anh em nào từng có quan pha cộng người chạy là biết. Hoàn toàn nồi dên đều mới chạm lần đầu hết. Máy quan pha cộng nó nhẹ mà nó im, nó chạy phơi phới. Mình có, bây giờ mình đang làm chân đi chiếc nữa anh em. Cực kỳ nhẹ. Anh em mua bộ này lắp vô xe Trung Quốc xe đầu đi chạy, lắp vô xe anh pha chạy khác biệt liền. Bộ này xả cho anh em dên đầu lòng này hết luôn là 2 triệu 200 ngàn nè anh em cô chú. Bán 2 triệu rưỡi mất duyên. Không anh không dằn cọc 1 triệu rồi đó mà giống kẹt công chuyện. Kẹt gia đình. Đầu lòng chưa chạm anh em. Bích tông ớt tăng đa. AGT.
Bên đây là KFV. Đầu lòng này bao anh em 100% là chưa chạm. Đó, bê tông còn sọc sỡ vậy đó nè. Quanh pha cộng hãm gã có quay rồi anh em, do trái nổ quay lại anh em mới chạm là ron riết rồi còn xanh lè không có dấu keo. Ớt tăng đa nha anh em cô chú, đầu lòng quanh pha cộng ớt tăng đa chạy nó bốc nó nhẹ dữ lắm anh em ơi. Không phải đầu lòng không đâu. Dên đầu lòng mà luôn bù gông nè. Ốc đầu nè. Nó giận tuyệt vời thôi nè, không có một dấu tích nào, bụi còn không tày lấy đâu tới tày ốc. Trên cam nè. Ơi còn cái bánh nữa nha anh em, cái bánh mà ti bơm nhớt á, bỏ trong cái rổ sạn ra không kịp rớt ra. Sơn cam, bánh lòng, bánh tăng, bánh bơm nhớt, ốc tán đầy đủ hết luôn anh em, 2.200.000 thôi, xả cho anh em luôn. Còn anh em nào lấy đầu lòng không, không lấy bùi gông sơn cam tính anh em 1.800.000 luôn. Rồi đầu cái cây bô anh em, cho anh em coi cây bô tuyệt vời. Cổ thì cắt tới đây không nói rồi ha. Cây bô của quay ớt. Quay ớt 208 qua nè, tông dắt không. Lóng lánh cây bô. Nè đát 208 số 8 nè. Mé tông nè. Dây mà thôi chứ anh em mà có 400 ngàn nha anh em cô chú. 400 ngàn cho cây bô quay ớt 208. Cần đét nổ tiếng ghiền. Bô dày cuối rồi nè. Chưa có bao giờ mà nó rẻ như bây giờ. Cái bô này hồi đó nhớ là mới làm YouTube bán 550, 600 ngàn. 500 ngọt chết. Tiếp theo cái bô quen pha cổng anh em. Mặt tiền anh em coi còn tuyệt vời luôn nè. Co cũng cắt khúc tới đó. Co cắt tới đây nè. Mặt tiền nè. Coi cho anh em coi kỹ tuyệt vời không. Sáu mấy dưới đít miếng. Cấn nhẹ đây xíu. Kệ nó gắn xe dốt dốt anh em. Có hàng đây chút. Mấy dưới này chút xíu. Mấy cái này cảm cảm này không có ăn nhầm như tớ. Còn cái đùi vậy. Quan trọng là cái đùi đó. Đó cái đùi có hàng tí xíu nữa nè. Nhưng mà dây. Rồi. Cây này xả cho anh em 250.000 anh em cô chú. Đi luôn cho rồi anh em ơi, đi tông đêm nay luôn cho rồi. Rồi video cũng hơi dài này, 18 phút rồi anh em ơi, do cúp điện không có quay lâu được anh em cô chú thông cảm. Cho nhanh cái bộ dây sên trong dĩa là 100.000 anh em cô chú. Quay nhỏ gì đây? Quay A ta. Này chắc quay A quá anh em mới tin rồi ta. Quay A. Rồi, mới quá mới Thái Lan, ma điện Thái Lan. Nó Thái Lan này nó quay xuôi lại về cho anh em dễ coi, số anh em nông dân mình nhiều khi chữ Thái Lan khó đọc. Thái Lan này hàng này cũng là hàng chợ tời đồ, hàng thành Sài Gòn Việt Nam mình làm thôi chứ không phải nhập đâu anh em ơi. Trên còn màu luôn nè. Nhông cũng ướt nhẹp. Nên nhông có chữ Thái Lan luôn à. Rồi bán hữu nghị với anh em mình 100.000 gửi tới anh em cô chú xài. Lấy cái tình cái nghĩa chơi chứ không có giàu có gì đâu. Gối gắm đồ lại đơn từ to vé băng keo rồi. Cái bộ nó bán tại chỗ 150 vẫn được anh em. Nhưng mà thôi có tước có sao với anh em. Rồi cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã giới thiệu cho nhiều người mua. Đã like đã đăng ký kênh cho mình. Rồi à, mà anh em cô chú mình vô ly tà một câu nữa. Cái mình kết thúc clip đăng liền cho nó nóng anh em cô chú.